Chào mừng quý đáp khách trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà được thiết kế và xây dựng độc lập duy nhất một căn kia là trục đường Quang Trung Hà Đông. Và đây là vị trí căn nhà, mời quý thính giả vào vị trí cụ thể căn nhà này xem với căn nhà này thiết kế ra sao. Diện tích 37m², thiết kế và xây dựng ở đây là 4 tầng. Đường ngõ thực tế đây mọi người nhé. Đây ạ. Đây là căn nhà mà Ngọc Ánh muốn giới thiệu cho quý vị. Cái ưu điểm lớn nhất của nó là được xây dựng độc lập. Cái ưu điểm thứ hai nó là rất là gần với lại trục đường chính, trục đường Quang Trung, cách với bến xe Nghĩa nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 500m thôi. Giao thông đi lại rất là thuận tiện. Và căn nhà này lô góc hai mặt thoáng, hướng nhà chính là hướng Tây Nam quý vị nhá. Và mời người theo em cụ thể khám phá căn nhà này. Với cái phần mặt tiền của ngôi nhà ấy, thì cửa chính thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa sắt kéo và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và thiết kế của các căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về và ở ngay. Sổ đỏ chính chủ bàn giao nhà được luôn, thiết kế vô cùng thoáng mát và rộng mọi người ạ. Bởi vì cái diện tích của cái căn nhà này ấy, thì nó gần với 37m² nha mọi người. Đó, và đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Trước khi đi vào cái phần chính ấy, thì Ngọc Ánh sẽ nói qua một chút về cái vị trí đi lại. Nó gần với bến xe Nghĩa 500m, có nghĩa là nó rất là gần với tuyến đường sắt trên cao Cát Linh kéo dài. Phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, hoặc quý vị có thể đo Google Maps trước cái quãng đường đi, bởi vì nó rất là gần với bến xe Nghĩa. Thì quý vị nào đi làm mà đo cái khoảng cách đến với bến xe Nghĩa mà gần, phù hợp với lại quý vị nào muốn đi làm mà cái tuyến đường sắt trên cao Cát Linh kéo dài, thì cái căn nhà này nó rất chi là phù hợp mọi người ạ. Sổ đỏ tất cả đều đầy đủ. Giá chào bán hiện tại của ngôi nhà này là 2.820.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Mọi người cứ yên tâm rằng là khi mà quý vị đến với Nhà Tốt thì Ngọc Ánh toàn bộ, thứ nhất là công khai giá bán, thứ hai nữa là tất cả giấy tờ pháp lý, sổ sách đều đàng hoàng, đều đầy đủ chỉnh chu hết, và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng quý vị nhá. Còn tất nhiên cũng có những cái căn nhà mà cái giá bán có sự thay đổi, và khi có sự thay đổi thì Ngọc Ánh sẽ quay và gửi lại cho quý vị sự biến động tăng hoặc giảm để cho quý vị có thể biết được. Và sau đây vào phần chính của ngôi nhà, Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần tầng 1. Tầng 1 thì hoàn thiện xong hết rồi. Ở đây là cái phần phòng khách và phòng bếp mọi người ạ. Thiết kế khá là hợp lý với cái trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Phần tầng 1 ở đây thì chủ nhà thiết kế luôn cho mình một chiếc quạt trần ở cái phần phòng khách này đây. Phòng khách thì ốp vách PVC giả đá rất là hợp lý. Vì nó là lô góc hai mặt thoáng cho nên ở đây mở được cửa sổ ra bên này, cho nên vào cái căn nhà này rất là mát mọi người ạ. Và tiếp theo ở đây là cái phần phòng bếp. Với cái căn nhà này thì khổ đất của nó không quá vuông, không phải là quá vuông vắn như một chiếc bánh chưng nha mọi người. Mà cái khổ này thì có như thế nào ấy thì nó sẽ thể hiện trên sổ, nó có mấy góc cạnh. Nếu như quý vị nào muốn xem sổ đỏ trước thì quý vị có thể inbox Zalo để Ngọc Ánh có thể gửi sổ đỏ cho quý vị xem là cái căn nhà này nó như thế nào. Còn thực tế ở đây thì xây đúng theo hiện trạng, và quý vị đến xem Ngọc Ánh quay như thế nào thì quý vị đến xem nó là y như vậy. Đây là phần tủ bếp. Thiết kế ở đây thì tủ gỗ ăn cường chống cong vênh mối mọt, và cái phụ kiện bếp thì lắp đặt cho mình xong hết rồi. Căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ, riêng biệt của cái căn nhà này luôn mọi người nha. Và quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ sang tên trong ngày cho quý vị. Đó. Đây là phần phòng bếp. Ngoài ra phần tầng 1 còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 với cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với căn nhà này, quý vị có thể vay được ngân hàng bao nhiêu ạ? Với cái giá chào bán 2.820.000.000 đồng thì quý vị cứ xác định luôn là có thể vay được 1.4 tỷ cho tới 1.5 tỷ tiền ngân hàng. Phần còn lại thì quý vị sẽ chuẩn bị trước tiền mặt cho Ngọc Ánh nha. Và ngân hàng sẽ hỗ trợ được bao nhiêu lâu ạ? Ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý vị tối đa là 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất dành cho quý khách hàng mua được cái căn nhà này. Rồi, tiếp theo mời người theo em lên khám phá tầng 2 của ngôi nhà. Trước khi lên phía tầng 2 thì toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế ở đây toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite, và phần ngăn cách giữa phòng bếp và phần cầu thang ở đây thì có một vách CNC, một cái vách lam trang trí khá là đẹp mắt. Nói chung với cái căn nhà này, diện tích sử dụng lớn, vị trí đi lại gần ngõ nông, đường thoáng thì với cái giá chào bán rất là hợp lý rồi mọi người nha. Và mời người theo em lên khám phá tầng tiếp theo của ngôi nhà. Tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà thiết kế giống hệt nhau. Hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh ở giữa. Mời người theo em vào phòng ngủ đầu tiên.
Với cái phòng ngủ đầu tiên này thì hướng ra mặt ngõ, rất là thoáng. Và thực tế đây mọi người nha, phòng ngủ đầu tiên này nó hơi bị chéo một chút. Tuy nhiên thì nó cũng không ảnh hưởng gì nếu như quý vị mà có kê đồ nội thất. Thì bây giờ ấy, theo cái xu hướng hiện đại bây giờ, nội thất người ta đến tận nhà, người ta đo theo cái kích thước này, người ta đo theo cái khổ đất này, để làm sao phù hợp cho quý vị trong cái căn phòng nó hợp lý nhất. Ví dụ khổ đất chéo thì làm tủ chéo, chứ không nhất thiết phải là khổ đất chéo mà làm tủ vuông, đúng không ạ? Và đây là cái phần cửa sổ của ngôi nhà. Cửa sổ thì thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp, bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Tất cả các phòng ngủ đều được thiết kế đầy đủ cho mình, hệ thống chân dài cao, đèn led chiếu sáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đầy đủ hết rồi. Theo đúng như hiện trạng thì căn nhà này chỉ việc kéo vali về và ở thôi. Tiếp theo đây là cái căn phòng ngủ thứ hai. Bởi vì cái căn đầu tiên phòng ngủ ấy ở bên ngoài nó đã bị chéo rồi thì phòng này nó lại vuông mọi người nha. Phòng này thì lại vuông đét cho quý vị. Với cái căn nhà này như vậy, thiết kế tầng 2, tầng 3 giống hệt nhau, là có những 4 phòng ngủ riêng biệt cơ. Đó, tất cả các phòng đây quý vị có thể nhìn thực tế Ngọc Ánh quay và review. Nói chung là ở trên video thì nó chỉ toát lên một phần nào đấy thôi, còn như mà quý vị đến xem thực tế đường hướng vị trí thì mọi người mới cảm nhận được ngôi nhà này, à nó có phù hợp với mình hay không, đi lại nó có hợp lý hay không. Với cái vị trí mà nó cách với lại bến xe nhiên nó chỉ tầm 500 mét thôi, một xây nhà, một cái căn nhà xây dựng độc lập, giá rất chi là hợp lý. Đây là cái phần phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ này. Thì phòng vệ sinh này đây quý vị ơi, rất là thoáng nha. Bồn cầu này, hệ thống lavabo bàn đá này, nước sạch sử dụng là nước sạch sông Đà này, điện lực EVN Hà Nội, hệ thống sen cây Hàn Quốc, nhìn nó cô te không? Đây, mạ vàng đấy mọi người ạ. Mạ vàng trong ngoặc két thôi. Đây là bồn cầu. Đó. Với cái thửa đất rõ ràng là có bị chéo trên tầng ở tầng 1, tuy nhiên ở phần tầng 2 thì tất cả những cái phần chéo đấy thì ở đây chủ nhà cho vào phần vệ sinh rồi. Nói chung cái thiết kế công năng rất chi là phù hợp. Mời theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Thì Ngọc Ánh đã chia sẻ với quý vị rồi. Tầng 2, tầng 3 thiết kế giống hết nhau. Với căn nhà 37m2, thiết kế mỗi một tầng 2 phòng ngủ, thoáng trước, thoáng sau. Như vậy, căn nhà này có 4 phòng ngủ riêng biệt. Ở phía dưới là tầng 1 thì Ngọc Ánh đã quay và review rồi. Duy nhất ở trên tầng 2 thiết kế 2 phòng thì phòng nó bị chéo. Thật sự nó là như thế này mọi người ạ. Đấy, thật sự phòng nó có chéo như thế này. Tuy nhiên Ngọc Ánh đã giải thích cho quý vị ở phía phần tầng 2 rồi. Cái này thì có thể khắc phục được. Quan trọng là vị trí mà khi mua bán ấy, quý vị cảm thấy đi lại phù hợp với lại con cái, học hành, gia đình, vợ chồng đi làm xem nó có thuận tiện với cung đường hay không, thuận tiện với lại giao thông đi lại rồi những cái tiện ích công năng hay không. Và các phòng ngủ thì được lát sàn gỗ công nghiệp quý vị nhé. Cửa thông phòng thì thiết kế ở đây là cửa nhôm hệ Việt Pháp, trần phào thạch cao, thiết kế chỉn chu. Ở đây có một bức tranh giấy dán tường nữa mọi người ạ. Đó. Và đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Cũng tương tự giống hệt như tầng 2, đáp ứng cho tất cả quý vị công năng sử dụng theo từng tầng, đầy đủ hết. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống sen cây tắm nóng lạnh. Như vậy tầng 2, tầng 3 thiết kế mỗi một tầng 2 phòng rồi, tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp. Vậy thì tầng 4 còn lại của ngôi nhà thiết kế ra sao? Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video nhé. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Trên phía tầng 4 có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang mọi người ạ. Rất là thoáng. Và cái cầu thang ở đây thì tầng 2, tầng 3 và tầng 4, tất cả chỗ cầu thang đều có một cái cửa sổ rất chi là thoáng, mở ra thì rất là hút gió. Đây, hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4. Và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Đây là một cái phần phòng thờ của ngôi nhà, rất là rộng. Với cái phòng này thì quý vị có thể về, nếu như mà muốn thêm phòng thì quý vị có thể ngăn thêm phòng, hoặc cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Tuy nhiên lên tới trên này là Ngọc Ánh đã review rất rất là chi tiết cho quý vị có thể tưởng tượng ra cái khổ đất cũng như là cái thiết kế của ngôi nhà này rồi. Và phần còn lại đây là phần sân phơi. Đây quý vị nhá, sân phơi của ngôi nhà, trời ơi quá là mát luôn. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà, dân cư đông đúc, giao thông đi lại thuận tiện, hướng nhà Tây Nam, giá bán
Giá bán là 2 tỷ 820 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái ngôi nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0888041444. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khách yêu quý của em ở những video tiếp theo.